Này, tớ có một ý tưởng. Xem đây. Bây giờ cậu thấy, giờ lại không. Giống như phép thuật vậy. Wow, cậu là phù thủy. Tớ cũng muốn thử. Hay quá. Mình cùng làm lại nhé. Ok con dê. Đẹp quá đi mất. Chuẩn không căn chỉnh. Con, cũng nghe thấy không? Có chuyện gì vậy? Wow, đây là đâu? Tôi có linh cảm rất tốt về chuyện này. Cậu đã sẵn sàng chưa? Oản tù tì nhé. Kéo cắt giấy rồi. Woohoo! Wow, ô là trời. Nhãn cầu khổng lồ. Wow, nhìn thấy sợ quá. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Bự khiếp. Nó còn to hơn đầu tớ. Và nó làm tớ sởn gai ốc luôn. Mau tránh xa tao ra. Đang đến kìa. Coi chừng. Cái quái. Thật là điên rồ. Ok, tớ không lường trước được. Mấy viên này có vẻ dẻo. Tớ sẽ ăn thử chúng. Măm. Có ngon không? Ngon, cực ngon. Mở của cậu đi. Tớ quên sứ mất. Của tớ y chang. Quá trời luôn. Nhiều dọ mon ấy. Chờ đã. Để tớ xem nào. Tớ không chắc về chuyện này. Có gì đâu mà phải rén. Cụ thì thế nào? Wendy. Có chuyện gì? Sao cậu cứ nhìn tớ thế? Nói ra đi Lily. Cô có cái gì ở trên mặt đấy? Tớ ăn lúc nào chẳng dính đầy mặt. Khoan, ý cậu là sao? Nó là gì? Đừng lo lắng, để tớ xử lý. Đây, cầm lấy. Mong là hiệu quả. Thấy đỡ rồi đấy. Trông tớ thế nào? Không dám nhìn, lùi lại. Này, cậu bình tĩnh đi. Hả? Chà, khó xử quá đấy. Đầu ngón cái. Cậu thua chắc rồi. Cậu có vẻ lên skill. Chuẩn, dân pro đấy. Khoan, Lily. Tôi đang cố tập trung mà. Cậu cứ tiếp tục đi. Ôi, chúng đồng đắc. Chúng mình còn chơi không? Ôi, gì đấy? Nhìn xịn sò nhở. Tớ rất thích. Tớ sẽ quay thử xem sao. Chúc tớ may mắn đi. Nhìn kìa, có kẹo. Tuyệt vời ông mặt trời. Tớ thấy thích rồi nha. Không biết nó có vị gì nhỉ? Chỉ có một cách để tìm ra. Trời đất ơi, bà cháy vợ chết. Muốn ăn nữa. Wendy cho tớ một viên. Không, của tớ. Cậu đang đùa tớ à? Đồ ăn tham. Mặc kệ cậu, tớ cũng có. Mở nào. Đồng xu. Giàu to rồi. Tớ rất hài lòng. Nhìn đẹp ghê. Tớ có kế hoạch lớn. Mua sắm thả ga. Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời mình. Hippie. Mình sẽ mua thật nhiều đồ đẹp. Phải gọi điện mới được. Alo, tôi muốn đặt hàng ạ. Tuyệt, cảm ơn nhé. Giờ thì đợi thôi. Giao hàng đặc biệt cho cô Lily. Wow, nhanh như chớp. Của anh đây. Cô đùa tôi à? Hài hước lắm cô gái. Ngưỡng chín cả mặt kìa. Ôi trời, vậy thì chắc ăn được. Thơm quá nè. Sô-cô-la. Cậu sẽ thích đấy. Muốn đổi không? Ok, đổi cũng được. Cầm đi nè. Rất vui được hợp tác với cậu. Mà chờ một chút. Có gì đó khác lắm. Cậu làm sao hay vậy? Tớ không biết. Chuyện này là sao thế? Không hiểu gì cả. Ao, răng tôi. Không thèm cái này. Trả lại cho cậu đấy. Sao lại? Chuyện này lạ ghê. Nhưng mình cũng không chê đâu. Để ăn thử kẹo nào. Ngon. Mình thích trà này. Mình vẫn muốn đi mua sắm. Mình được rồi nè. Này, từ từ đã. Tớ muốn giải xong Rubik. Cậu giúp tớ nhé. Dễ ổn thôi mà. Chờ chút. Cơ hội đây rồi. Kem ngon. Cái bụng quá đi mất. Nhìn đã biết ngon rồi. Mình đã có thể ở đây rồi. Măm măm thôi nào. Tớ biết tớ làm được mà, Lily. Trời đó, tớ không hối hận gì nên muốn chảy nước miếng. Hả? Vào miệng đi bà. Cậu có nhìn thấy không? Khoan, để đấy cho tớ. Nhưng mà tớ phải suy nghĩ cái đã. Hay là nếu tớ không. Vậy nếu như mình hiểu rồi. Lily đang mặc màu hồng. Màu hồng ở khắp mọi nơi. Đúng rồi, chính là màu sắc. Thật ra chuyện này khá hiển nhiên. Đeo kính vào. Thôi đó, sẽ hiệu quả sao? Tớ sẽ thử mọi thứ. Tớ chỉ muốn ăn kem ngon thôi. Không hợp phong cách của tớ lắm. Úi là trời, kem có màu hồng kìa. Thật không thể tin nổi. Cậu đúng là thiên tài. Tớ rất vui vì giúp được. Wow, ngon tuyệt của mèo. Đây là món ngon nhất tớ từng ăn. Ok, đến lượt tớ. Tớ cũng có kem nè. Wow, hôm nay trúng số rồi. Cứ nhìn nó mà xem. Của tớ hết luôn. Tớ sẽ ăn thật ngon. Không được rồi. Nó cứng như đá. Này, thế này là sao hả? Tớ bắt đầu thấy bực mình rồi nha. Mình cần cái gì đó có sức công phá lớn. Chết nè. Chẳng hiểu gì cả. Cậu thử liếm kem đi. Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Lily, hình như chúng mình có vấn đề. Nghiêm túc đấy hả? Dính rồi, cậu phải cứu tớ với. Làm ơn Lily. Làm gì? Gãy tớ. Không kéo ra được. Tớ sợ lắm Lily. Đừng kéo nữa. Tôi không dám nhìn đâu. Không, hình như khác ra rồi. Au. Dám lì với chuyện hả? Cậu có sao không? Khoan, cậu có đang nghĩ giống tớ không? Dạ. Con gà nhựa. Hả? Không. Hãy giả vờ như chuyện đó chưa xảy ra. Sấy vào kem đi. Háo hức quá đi mất. Vậy đủ rồi. Ngòm. Bà cháy bọ chết. Có thật nhiều hương vị. Cảm ơn Lily. Không cần khách sáo bội. Mình cùng mở nhé. Ok là. Cái này dùng để làm gì? Có gì đó sai sai. Thế mà đã ghê hả? Tớ cầm cháo màu hồng này. Đổi nhé. Cậu cầm nhanh nhanh đi. Thấy dễ chịu hẳn. Cậu biết còn một đĩa nữa chứ? Tớ sẽ mở nó. Một chiếc bánh. Nhìn cũng ngon đấy. Ta sẽ lấy nó. Đuổi theo hắn đi Lily. Dừng lại. Mình ghét cardio. Trả bánh cho tôi. Còn lâu. Ngã rồi. Phải bảo vệ chiếc bánh. Vẫn nguyên. Mình là anh hùng. Đưa đây cho tôi. Leo leo. Cậu lấy nước rồi. Ông trời có mắt. Ok, hãy trang trí bánh nhé. Tớ sẽ làm một bên. Tớ sẽ làm bên này. Vui quá đi. Mẹ muốn xỉu luôn. Tớ không muốn bỏ sót chỗ nào đâu. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Đổ đến từng giọt cuối cùng. Hết sạch rồi đấy. Ok, lấy kẹo trang trí đi. Và rắc lên bánh. Rắc kẹo màu hồng lên nửa bên này. Ý hay đấy. Vậy là xong rồi. Chúng mình ăn được chưa? Tớ không nhịn nổi nữa. Hoàn hảo luôn. Chúng mình xứng đáng ăn ngon mà. Ăn thôi. Tớ đã mong cậu sẽ nói thế. Ai cần thìa chứ. Ăn thế này vui hơn nhiều. Wow, bánh rất mềm và xốp. Tớ chưa từng ăn món gì ngon như vậy. Tớ muốn nữa. Chúng mình còn chờ đợi gì? Xin chào các bạn. Gặp gỡ hai thí sinh của chúng ta nhé. Đầu tiên chúng ta có Jasmine. Và cô ấy sẽ thi đấu với Chris. Xin chào. Thật ngại quá. Chúng ta sẽ quay vòng quay này. Tớ sao? Các bạn nghĩ nó sẽ dừng lại ở đâu? Chúng ta có màu xanh. Thưa quý vị và các bạn, xem này. Ta-da! Wow, đẹp quá. Tư tưởng lớn gặp nhau nhỉ? Quay tiếp nhé. Có vẻ chúng ta sẽ dừng lại ở Màu hồng. Xem nè anh bạn. Thích màu hồng, có màu hồng. Wow, nhìn tớ giống que kẹo cao su vậy. Nhưng chúng ta chưa quay xong đâu. Sẵn sàng chứ nào. Hãy đặt những màu sắc này vào bối cảnh nhé mọi người. Hy vọng các bạn thích Pop It. Vì mỗi bạn sẽ có một món. Đi mua sắm thôi. Wow, sao chúng ta vào cửa hàng được vậy? Tuyệt. Không có thời gian chờ đâu đấy. Hãy để miếng nhện này làm việc nhé. Làm thôi. Ê, một miếng Pop It này. Chắc mình sẽ lấy nó. Hả? Ồ, nó phải có màu xanh hả? Cái gì đó màu hồng. Hả? Mình có điểm đầu tiên. Nhìn nè. Sao? Mình phải tìm đồ màu xanh nhanh lên mới được. Cái này chắc được nè. Nó khá dễ thương mà nhỉ. Màu hồng. Wow. Mình phải làm gì với cái này đây? Ai muốn tiền không nào? Nó nhảy đây nè. Ok, chỗ này nhiều đồ hay ho quá. Nhiều đến nỗi mình không biết lấy gì luôn. Cả hai đều dễ thương. Ôi không. Gì vậy? Chỉ lấy màu hồng thôi nhớ chứ. Hả? Không phải hôm nay anh bạn nhỏ. Sao mới tìm được nhiều vậy nhỉ? Mình mới tìm được 2 món. Kinh quá. Xin lỗi. Mẹ ơi, là mẹ dâu. Món này khá dễ thương đấy. Tôi không nghĩ vậy đâu. Gì vậy? Màu xanh biến đâu hết rồi? Mắt mình có vấn đề gì sao? Sao mình có thể tìm thấy được màu xanh đây? Có thể ổn rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xong, đợi đã. Chris thắng sao? Wow, xem này, mình làm được rồi. Tuyệt vời. Nhưng mình... Đợi đã, không có món nào màu xanh cả. Mình nghĩ mình bị ai phá rồi. Đợi đã, chúng ta phải quay nữa sao? Hay chỉ mình thôi vì mình thắng? Thấy hơi hồi hộp đấy. Ôi trời, không biết nó dừng lại ở đâu đấy. Đồ ăn. Và tất cả chỉ có một màu. Đồ ăn mới xanh nhìn cũng không đến nỗi. Muốn ăn không? Đồng hồ kia. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu. Tớ không lãng phí thời gian nữa đâu. Bắt đầu nào. Nhìn có vẻ ngọt. Mình nghĩ tiếp theo nên ăn bánh donut. Tại sao phải ăn một cái một lúc nhỉ? Ngon quá. Giờ sao nhỉ? Mấy thứ này nhìn thú vị ghê. Mình thà ăn món này. Mình sẽ liếm kẹo mút rồi nhúng nó vào món kẹo chua này. Đẹp chứ nè. Hả? Tiếp theo. Oh yeah. Ngon quá. Đợi đã, Jasmine còn lại bao nhiêu vậy? Mình có tất cả thời gian trên thế giới. Không cần gấp gáp ăn món cuối. Mình sẽ chọn cái này. Khoai tây chiên luôn là món ăn vặt mình thích nhất. Đến lúc phá vỡ kỷ lục của mình rồi. Mình có khá nhiều. Xong. Wow, ôi trời. Lẽ ra mình đã có thể rẽ chỗ đó. Rồi bỏ đi. Mình có thể chơi với mấy thứ này. Ai sẽ thắng đây? Kẹo cao su này chắc ngon lắm. Mà còn ngon lâu nữa. Thật sảng khoái. Và có vẻ đã hết thời gian. Nhìn kìa. Đôi đã. Sao cậu xong trước tớ được vậy? Chắc là giờ đến lần mình quay rồi nhỉ. Nó sẽ dừng ở đâu đây? Wow. Đây là đâu vậy? Và sao mình lại mang theo số bóng này? Mình sẽ... Chắc chắn không phải đồ ăn. Chúng ta sẽ làm gì đây? Nhìn kìa. Đợi đó, nó có phải là thứ mình đang nghĩ tới không? Mình rất thích ném bóng. Cho cậu nói lại đấy. Phải làm ngay thôi. Đợi đã, cậu đang làm gì vậy? Thật kỳ lạ. Kệ đi, mình phải tập trung. Yes, mình đúng là giỏi cho này. Nhưng với tốc độ cộng với vận tốc của tay. Yes, tớ đang bận. Nhìn tớ nè. Ta-da, đây là cách ném đấy. Mình sẽ phải cho nó bay. Ok, ném. Mình không cần phải lo rồi. Thế chứ? Hoàn hảo! Nhưng không công bằng! Có lẽ sẽ được nếu mình ném. Ồ trời! Ồ, nhìn kìa! Cầm lấy! Tôi sẽ làm cho trò này công bằng hơn. Ok, nếu cậu muốn thế. Đưa đây! Giờ nhìn và học hỏi nhé! Cái là tôi có thể làm khi đang ngủ luôn. Ấn tượng chứ? Không thể tin được! Có lẽ mình nên áp dụng kỹ năng của cô ấy để có lợi cho mình. Hy vọng mình không gặp rắc rối. Dù sao cô ấy cũng bịt mắt rồi. Xong! Trời! Jasmine! Sao? Tôi cũng ném hết bóng rồi. Thấy không? Không! Cậu ấy tin rồi. Ai mới là người giỏi nhỉ? Cậu nghĩ cậu chót lọt sao? Để xem nhé. Gì vậy? Điểm số đã được đổi lại, thấy không? Như vậy mới công bằng. Rõ ràng Jasmine là người chiến thắng. Ít nhất mình đã cố. Xem ra mình sẽ được quay nhỉ? Và mình đang cảm thấy may mắn. Nó nên dừng lại ở chỗ nào hay ho một chút. Có vẻ như đã quay lại lúc còn đi học. Cố lên! Chúng ta vẫn có thể chơi vui mà. Hồ bút chì. Đựng đầy những đồ cần thiết. Giá như có nhiều đồ màu xanh hơn. Cuốn sổ của cô gái kia màu hồng kìa. Mình đến đây. Xin chào, cuốn sổ xoắn ốc dễ thương. Cô ấy đang không để ý. Có nghĩa là đã đến lúc ra tay. Trời, xuân sẻ vậy sao? Cậu ăn cắp à? Ký thức màu xanh. Cả hai cùng chơi được mà. Tìm được thì giữ. Của tớ mà. Nhưng tớ còn nó hơn cậu. Trời, thua lỗ ghê. Thật bất công. Là mình cười chảy nước mắt. Đưa tớ cây bút chì đằng kia nhé. Gì đây? Sao mình lại có cái này? Nó màu xanh, cậu hiểu chứ? Chắc rồi. Kinh quá à. Lấy đi. Không. Được rồi. Đây là một số dụng cụ màu xanh. Thứ này là một mỏ vàng đấy. Tôi sẽ lấy nó. Oh yeah. Nhìn kìa. Không. Nhưng nó. Không. Ở yên bên phía cậu đi. Bàn giáo viên đầy những thứ màu hồng. Chắc là cô sẽ không phiền nếu mình mượn vài món nhỉ. Chỉ cần làm thật nhanh thôi. Sẽ được đấy. Có gì bên kia vậy? Một đống đồ luôn. Chúng ta không hòa nhau đâu. Gì vậy? Đồ của mình đâu hết rồi? Nó biến đâu vậy? Đợi đã. Cô không cần hoảng. Lại đây. Cô là món đồ màu hồng cuối cùng của em. Không đời nào. Nhờ đó mình đã trở thành người chiến thắng tuyệt đối. Xin lỗi nhé. Yeah. Xong hết rồi chứ? Woohoo. Tớ không nghĩ vậy đâu. Hai bạn có số điểm cuối cùng bằng nhau. Nghĩa là hai bạn đã hòa. Game hay đấy chứ? Chỉ còn một chuyện nữa. Muốn quay lần cuối không? Thôi nào, sẽ vui lắm đấy. Đợi đã. Đừng làm thế. Ôi không. Đợi đã. Đó là con rắn sao? Chắc chắn rồi. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, chiến. Tớ chắc chắn sẽ thắng cuộc đua này. Còn lâu tớ mới là người chiến thắng. Yay, hoàn thành rồi. Sao vậy trời? Sao tóc của mình lại xanh? Ava ơi, phải nhanh đi tìm cậu ấy mới được. Gabby, cậu cũng ở đây luôn. Wow, hẳn tụi mình đang ở trong thử thách. Tí hí thử xem có gì nào. Mình sẽ đổi hai hộp này với nhau. Xong, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết. Sẵn sàng chưa nào? Nhìn xem nào. Tôi được kem này. Chỉ muốn măm măm luôn và ngay thôi. Chắc là ngon lắm đây. Nhìn là biết rồi. Ôi trời đất. Wow, xem kẹo xinh chứ này. Càng ngày càng lạnh nhỉ. Chuẩn không cần chỉnh, lạnh cóng. Ôi trời ơi, đây, cậu phải sưởi ấm. Mũ nữa nè, sẽ ấm hơn đó. Ồ, cảm ơn cậu, ấm hơn rồi. Ok, ăn kem ngon tiếp nào. Ôi này, sao cậu lấy kem của tớ chứ? Thôi đi, ăn thế đủ rồi. Nếu mà muốn đồ ngọt nữa thì đây, ăn kẹo đi nè. Được, tớ nghĩ là có sao dùng vậy cũng được. Kẹo ngon lắm đúng không? Ngon dã man, tớ không thể ngừng ăn được. Hay đó, tớ cũng bóc cả nắm luôn. Ôi này, hết mất tiêu rồi. Ui không, còn mỗi một viên. Thôi cậu ăn đi. Không, sao đâu, cậu ăn đi. Cảm ơn nha. Xem bong bóng tớ thổi to trên này. Wow, cậu thổi hay quá vậy. Xong, đây nè, quà cho bạn yêu. Wow, cảm ơn bồ nhiều nha. Cậu nghĩ là mình sẽ được gì tiếp theo? Nhìn nè, nãy giờ vẫn chẳng có gì. Hay là dưới cái đĩa nhỉ? Chán, có vẻ không. Đĩa chống hùa chống hút. Gabi ơi, hay là tụi mình nhắm mắt đợi phép màu đi. Cái gì chưa vậy? Chắc là không còn lâu nữa đâu. Trời đất, hiệu quả ghê. Nhìn đĩa đi nè. Wow, hình như là kem dưỡng. Phải thử loại kem này ngay mới được. Bóp một chút ra tay xem sao. Đó, thế này chắc đủ rồi. Xoa đều cho mềm mại. Hả? Kem dưỡng gì kỳ cục vậy? Ấy và trời đất ạ, không phải kem dưỡng đâu. Đúng là buồn cười thật đấy. Hài quá thể. Xem nè, nhìn cách tớ dùng nó nhé. Thấy không, đâu phải kem dưỡng, kẹo cao su đó. Xem tớ thổi bong bóng nè. Đừng đó, bong bóng to ghê. Candy, dừng lại. Ôi không, kẹo cao su dính đầy mặt đầy tóc tớ rồi. Giờ thì cả hai đứa đều toàn vã kẹo cao su. Tụi mình ngớ ngẩn thật đó. Sẵn sàng chưa? Lại nhắm mắt vào nhé. Yay, lại hiệu quả rồi. Hình như lại là kẹo cao su. Tuyệt. Của cậu được cắt thành nhiều miếng nhỏ. Thơm nứt mũi luôn. Măm thôi. Măm, kẹo ngon thật đó. Tôi có quá trời nè. Màu dễ thương nữa chứ. Được rồi, mình sẽ gom lại hết cả đống này và bóp chặt lại thành một quả bóng. Yes, mình bóp được quả bóng kẹo cao su quá đỉnh. Nào nào, thổi bong bóng đây cả nhà ơi. Wow, bong bóng to thật đó. Không biết mình thổi to được đến mức nào. Wow, ôi trời ơi Ava, hài dễ sợ luôn á. Thế hả? Chà, có lẽ đã đến lúc thực hiện một thử thách mới rồi. Ok, tôi sẽ thổi trước. Chờ một xíu. Cứ thong thả đi Gabi. Xem tới đây. Ui, chán, không được tốt lắm. Nào, để tớ thử lại. Cố lên bong bóng, to lên nào. Một lần nữa, tớ chắc chắn sẽ làm được. Oopsie, bay sai phết đấy nhở. Chà, có vẻ giờ đến lượt tớ rồi. Phải khởi động môi và miệng để thổi nào. Cậu không thổi bong bóng ngay được hả Eva? Rồi, tớ sẵn sàng này, xem tới này. Wow, đợi đã Eva ơi. Eva, cậu đang trôi lơ lửng. Chẳng bong bóng đi Eva, đừng để nó mang cậu đi. Đi mất rồi, mình phải làm sao? Đến lúc cho thử thách tiếp theo. Ôi, cả một chồng toàn kẹo cao su này. Ủa, tôi có mỗi một miếng. Chẳng công bằng tẹo nào. Eva ơi, kẹo cao su ngon quá đi. Ngon thật đó, tôi muốn ăn nữa. Hả? Trời đất, chẳng công bằng tẹo nào. Thôi thì đành ăn mỗi một miếng kẹo cao su này vậy. Mỗi một miếng mà còn cứng như đá. Khoan, có cách rồi. Bộ răng giả này sẽ tạo ra trò đùa xuất sắc. Lấy cái răng giả này và giới thiệu nó với kẹo cao su. Thêm một lúc nữa thôi. Được rồi nè, trò đùa đã sẵn sàng rồi. Chắc đây là trò hay nhất mình từng chơi khăm mọi người. Cậu ấy lấy kìa. Ồ, chọn sai miếng rồi. Thế này thì tới bao giờ? Đành đợi vậy. Cậu ấy lấy rồi, chờ xem trò hay nào. Au! Gì vậy trời? Sao miếng này cứng vậy? Ôi trời đất, răng tôi. Hải dã man nhìn nè Gabi, đừng lo, thấy không? Hả? Cái răng khác à? Cậu đúng là đồ xấu xa. Nhìn nhé, wow, nhiều kẹo quá, trông muốn chảy nước miếng luôn. Dã man, Pocky Hồng nè, tớ hào hứng quá đi. Quá trời nữa chứ, cả một đĩa luôn. Xin chào, ta là ngài GMF đây. Ta sẽ là người sói vĩ đại. Tớ là Hải Mã đây. Gabi, cậu đúng là dở hơi biết bơi. Nhưng mà tớ vẫn hơi ghen tị vì cậu dễ chơi với Pocky. À, nghĩ ra rồi, cắm vào ngón tay nè. Dẻo ơi là dẻo. Ngón tay nệm mềm, măm thôi nào. Nhìn cả hàng đã chứ này, ngon. Măm, nhăm. Nông. Xem nhé. Yes, trúng ngay luôn nhé. Hay thế, cậu giỏi ghê đó. Cảm ơn. Này, chuẩn, tớ phải nghĩ thế luôn, cùng ăn thôi. Đũa Pocky, xử lý nào. Dùng kẹo để ăn kẹo. Vả đạo thật. Miếng đầu nè. Ước gì tụi mình có thêm. Nè, chờ một chút, tớ sẽ ăn đôi đũa luôn. Nhỉ, tớ quên bánh luôn. Đây, ăn hết luôn nào. Giòn ghê á. Ủa, snack đâu rồi? Cậu có thấy không? Nó rơi từ trên xuống. Cả một hộp kẹo cao su. Đây, tớ sẽ mở nó ra. Không, đưa cho tớ đi. Để tớ mở có. Wow, yes, thắng rồi. Này, mà chờ chút. Cái gì thế này? Tớ chuyển thành màu xanh rồi. Tớ hiểu rồi, tụi mình đổi màu. Chán. Chắc là do tụi mình giành nhau đấy. Vậy chắc từ giờ tụi mình sẽ mang màu của nhau rồi. Thôi nào, đừng giấu gì nữa, xem kẹo cao su đi. Này, hay là tụi mình ghép chúng lại với nhau? Chà, cũng đáng từ đấy chứ. Ok, nhắm mắt lại và ước đi nào. Ok, đủ lâu rồi á, có thành công không? Rồi, vẫn bị sai màu đây này. Khoan, chúng mình phải đổi cả màu kẹo cao su nữa. Ok, đổi kẹo cao su ra xem nào. Chà, thử ăn đi xem có tác dụng không. Tớ sẽ thổi bằng bóng, biết đâu lại có ích. Này, bong bóng nổ vào tớ trở lại màu xanh rồi. Yay! Hay thế, tớ phải thử mới được. Được rồi, thổi bong bóng thôi. Tuyệt, tớ cũng thành công rồi. Tớ chỉ mê màu hường thôi. Thành công rồi, đập tay nào. Nào, wow, nhìn hay ghê. Tớ cũng có nè, nhưng mà của tớ là sắc cầu vồng. Này, hình như của tớ ăn được. Ăn được á? Thế thì còn gì bằng? Cậu ấy muốn trao trái tim cho mình sao? Chắc không đâu. Thèm vào mà nghĩ về cậu ấy nữa. Ăn trái tim của mình thôi. Nhìn đã thấy ngon rồi. Ủa, gì vậy trời? Là cao su thôi á? Còn chẳng kéo nổi đây này. Thế mà cô tưởng được ăn ngon. Chán như con rán. Thôi ít ra cũng có cái chơi. Chả biết nữa, tự dưng chơi không thấy vui như mọi hôm. Nhìn cậu ấy buồn quá. Mình phải làm gì giúp mới được. Đằng này nè, cậu có muốn ăn trái tim chung với tớ không? Wow, thích quá, cảm ơn cậu nhiều. Wow, bẻ giòn tan luôn. Ôi trời, cứ như con ít đấy. Nhìn cậu ấy vui chứ kìa. Thật vui vì mình đã chia cho cậu ấy và cậu ấy được miếng to hơn. Ngon quá xá, tôi muốn một miếng nữa. Wow, chờ chút đã. Cậu phải soi gương để xem phong cách mới đó. Mới á? Ý cậu là sao? Ôi trời đất. Giờ cậu có màu trắng và đen như tớ. Mình là một cặp nhỉ? Cậu nghĩ thế à? Chúng mình đúng là một cặp đôi đầy phong cách. Thức ăn màu hồng hay màu xanh không quan trọng, chỉ cần ngon là được. Món ăn yêu thích của bạn là gì? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video với món ngon hấp dẫn như thế này nhá.